ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu. Theo tạp chí Car and Driver, ông Joe Biden, ứng viên tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ vào thứ Ba 14 tháng 7, công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu và trong đó bao gồm đề nghị đẩy mạnh sản xuất xe hơi điện ở Hoa Kỳ. Kế hoạch này gần giống với chương trình Cash for Clunkers năm 2009, giúp người dân bỏ xe hao nhiên liệu để mua xe mới ít tốn nhiên liệu hơn. Trong bài diễn văn đọc tại tiểu bang Delaware, ông Biden không nói chi tiết về ý tưởng của mình, chẳng hạn như tiền thưởng sẽ là bao nhiêu hay là xe như thế nào gọi là tốn tiền nhiên liệu. Đề nghị của ông Biden xuất phát từ kế hoạch của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đảng Dân Chủ của New York. Và theo đó, chính phủ sẽ chi 454 tỷ trong vòng 10 năm để thưởng cho người dân đổi xe chạy xăng sang xe điện, hybrid hoặc pin nhiên liệu hydro. Ông Biden cũng tuyên bố sẽ vận động thông qua kế hoạch thay toàn bộ số lượng xe hơi lớn của chính phủ bằng xe điện sản xuất trong nước.